một lần nữa là hơi ơi. Thế hay chứ? Yes. Hay đó. Thank you. Rồi. Sau đây Thư Quyên xin gửi đến quý vị một bài vui nhộn hơn. Thay vì cứ buồn kiểu này thì phải cười chứ. Thank you. Và gửi đến quý vị bài hát mang tên 20-40. Năm anh 20 em mới sinh ra đời. Thank you.